Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Tây Đô. Thì đầu xuân năm mới, mình xin được gửi lời chúc đến các bạn một năm mới thật là may mắn, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc. Và ở trong cái video này thì đầu xuân năm mới thì mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phân khúc xe tải 5 tấn trên thị trường. Và phân khúc này đặc biệt là nó sẽ có một cái chất lượng rất là tốt này. Cái thứ hai nữa là nó có một cái giá thành hợp lý. Và thứ ba nữa là cái độ phủ sóng của sản phẩm này đang rất là tốt. Có rất nhiều các bác tài đang sử dụng cái sản phẩm này. Thì mời các bạn cùng dõi theo video này của mình. Mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn về cái dòng xe 5 tấn chất lượng này nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại nội dung chính của video. Sản phẩm này là sản phẩm có tên là Nissan K6, một sản phẩm đến từ nhà máy Ô tô Đồng Vàng, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam. Đó, cái sản phẩm này thì mình từng giới thiệu rất nhiều ở trên kênh của mình rồi. Thế nhưng mà có thể là năm nay, trong năm mới này thì sẽ có nhiều khách hàng tìm đến sản phẩm này hơn. Cho nên là mình cũng sẽ giới thiệu lại để cho những khách hàng nào chưa biết về sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn là chi tiết nhất về sản phẩm. Thì nhà máy Ô tô Đồng Vàng, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam là một trong những nhà máy của nhà nước chúng ta. Đó, chuyên về công nghiệp ô tô. Và nhà máy đó thì từng lắp ráp ra những cái xe Hyundai rất là chất lượng như kiểu HD 700, HD 72 hay là County 29 chỗ. Đó, cái sản phẩm đó đã mang lại cái thương hiệu cực kỳ lớn cho nhà máy Đồng Vàng với cái công nghệ dây chuyền lắp đặt gần như là 100% là robot. Đó, cái sự sai số gần như là bằng không, cho nên là cái sản phẩm đầu ra có chất lượng rất là tốt. Và ngoài ra thì do là một của nhà máy của nhà nước cho nên là những cái phụ tùng, linh phụ kiện của xe mà Công ty Ô tô Đồng Vàng lắp ra cũng đều là những linh phụ kiện được nhập theo dạng chính cống, cho nên là sẽ không có phụ kiện pha tạp hay là phụ kiện của tàu các bạn nhé. Đó, thì như bề ngoài ở đây các bạn có thể thấy rằng chiếc Nissan K6 này là một chiếc xe tải 5 tấn. Thế cho nên là nó sẽ có một cái thiết kế cabin vuông và rất là to, rộng với 3 vị trí ghế ngồi. Bên trong thì sẽ tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại của một dòng xe tải mới bây giờ, bao gồm là khóa điện này, kính chỉnh điện này, trợ lực lái, điều hòa 2 chiều, radio giải trí. Và ngoài ra thì trên xe này, ở trên cái tích hợp trên vô lăng, nó sẽ có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó chính là ga tự động. Đó, cruise control. Cái cruise control này thì sẽ giúp cho chúng ta là di chuyển trên cao tốc nó sẽ nhàn hơn. Chúng ta sẽ đi được với cái tốc độ mà chúng ta mong muốn và sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng là sẽ bị phạt do vấn đề là bắn tốc độ các bạn nhé. Đó. Với cabin đầu vuông này thì chúng ta sẽ có tới là tổng là 3 cụm gương. Đó, gồm 2 cụm gương chiếu hậu này, và gương chiếu hậu này thì sẽ được chia làm 2 phân tầng. Phần tầng ở trên thì sẽ là gương phẳng để giúp cho chúng ta có thể nhìn được hết cái phần ở trên, phần sát xô bàn. Còn ở dưới sẽ là dạng gương cầu lồi, giúp cho chúng ta có thể soi hết cái phần sườn dưới cũng như là phần lốp. Để chúng ta ngồi trong cabin thì chúng ta cũng có thể xem được rằng là chúng ta đã đánh thẳng lái hay chưa, hay là chúng ta căn cái đầu xe nó dễ hơn. Và để cho cái vấn đề về di chuyển cái đầu xe nó dễ hơn thì nhà máy cũng đã bổ sung cho chúng ta một cái cụm gương cầu lồi ở trước phần đầu xe rất là lớn. Cái phần gương cầu lồi này nó sẽ giúp chúng ta quan sát hết cái phần đầu xe, và cũng như là khi mà di chuyển ở cái mật độ đường đông thì chúng ta có thể là đỗ được cái khoảng cách an toàn giữa các phương tiện với nhau. Đó, rất là tiện lợi rồi. Về phần giao diện thì cái vẻ đẹp của K6 thì mình sẽ chấm nó khoảng độ 8,5 trên 10 các bạn nhé. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái mắt nhìn khác nhau. Như các bạn thấy ở đây thì K6 có cái cụm đèn tương đối là đẹp. Nó có cái đèn chiếu sáng dạng pha cốt độc lập, và tích hợp trên cái bộ đèn chiếu sáng này thì sẽ là một cái giải đèn led định vị ban ngày. Cái đèn led này thì nó sẽ có tác dụng là làm cái phần đầu xe nó trở nên có hồn hơn, đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Còn ở giữa sẽ là logo của nhà máy Vinamotor Đồng Vàng. Đó. Tại sao chiếc xe này được lắp động cơ Nissan nhưng lại không để thương hiệu Nissan hẳn? Bởi vì là khi chúng ta để một cái thương hiệu chất lượng lên của Nhật Bản lên thì cái giá thành xe nó sẽ không còn như mà chúng ta mong muốn bây giờ nữa. Bởi vì lúc đấy thì nó sẽ là mang cái tiền thương hiệu nhiều hơn các bạn nhé. Đó. Cho nên là để giảm tải cũng như là để hỗ trợ về giá cho các bạn nó được tốt hơn thì nhà máy Ô tô Đồng Vàng đã đặt cái dòng xe này với thương hiệu của Vinamotor Đồng Vàng chứ không phải là thương hiệu của Nissan. Đó. Thì bây giờ nói đến cái phần Nissan thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn về phần động cơ để chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái động cơ này nhé. Cái phần cabin của chiếc xe tải Nissan K6 ở đây mở lên cũng rất là dễ các bạn nhé, không hề lằng nhằng một chút nào luôn. Các cái chi tiết nó được liên kết chặt chẽ với nhau và nó sử dụng rất là dễ. Đó. Thì trước mặt các bạn đây là động cơ Nissan của xe tải K6. Động cơ này là một trong những động cơ thương hiệu của Nhật Bản, và cái thông số của nó sẽ là 2.953 lít. Công suất cực đại sẽ là 150 PS, moment xoắn sẽ là 370 Nm và cái khả năng leo dốc của nó sẽ là 28%. Những cái thông số mà tôi vừa đưa ra cho các bạn, nếu các bạn để đem ra so sánh những cái phân khúc xe tải cùng 5 tấn với K6 bây giờ thì sẽ không có chiếc xe nào có thể đọ nổi về cái thông số này. Với thứ hai nữa, nếu mà để đem thông số này mà so sánh thì nó sẽ phải so sánh vượt lên một chút với tầm xe tải 7 cho đến 8 tấn của Hyundai các bạn nhé. đó, thông số rất là cao. Cho nên là khi sử dụng cái chiếc xe này, các bạn sẽ có một cái động cơ cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta có thể quá tải tốt này, và nó có thể phục vụ cho các bạn đi được những cái cung đường khó khăn hơn, như kiểu là đường đèo và đường khu vực Tây Bắc. Đó, cái động cơ trên xe này đã từng được chạy thử ở bên Trung Quốc rất là nhiều các bạn nhé. Đó, tức là Nissan Nhật Bản đã được đưa sang Trung Quốc để chạy thử. Và năm 2018, động cơ này đã đạt giải là một trong những động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhất trong cái phân khúc xe tải 5 tấn và đã đạt giải nhất các bạn nhé, ở bên Trung Quốc năm 2018. Cho nên là khi mà đã đưa về Việt Nam thì cái động cơ này đã dần dần cũng chiếm được rất nhiều cái niềm tin của khách hàng, và cụ thể là rất nhiều xe đã bán, và đặc biệt là chúng tôi bán lên toàn là vùng cao thôi các bạn ạ, những cái cung đường cực kỳ khó đi và các bác tài chở quá tải rất nhiều. Đó, động cơ thì đương nhiên là sẽ có turbo tăng áp rồi, giúp cho chúng ta là khi chúng ta muốn là leo đèo leo dốc tốt hơn thì cái turbo tăng áp này nó sẽ giúp cho cái công suất của xe với cả mô men xoắn nó sẽ bộc phát lên lớn hơn so với mức bình thường. Đó, nạp nhiều nhiên liệu hơn thì nó sẽ giúp cho cái xe của các bạn vượt đường tốt hơn. Đó, với một chiếc xe tải 5 tấn thì chúng ta cũng rất quan tâm đến những cái hệ thống vận hành cũng như là cái hệ thống thùng và cả cái hệ thống đó chính là an toàn của xe, thì nó sẽ bao gồm cả hệ thống phanh. Thì trên xe này đã bao gồm đầy đủ. Thứ nhất là phanh hơi lốc kê này. Phanh hơi lốc kê thì luôn luôn là một trong những cái dòng phanh dành cho những dòng xe tải lớn, tải nặng. Đó, nó sẽ giúp chúng ta phanh ăn hơn và nó sẽ không bị trôi theo quán tính. Và trang bị thêm đó chính là phanh khí xả đổ đèo, giúp cho chúng ta khi chúng ta đổ đèo sử dụng cái phanh đó thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng là bị bó phanh, cháy phanh, kẹt phanh. Đó các bạn nhé, đấy là những cái tính năng an toàn. Về hệ thống lốp thì chiếc xe này sử dụng lốp là 750R16. Đây là một kích thước lốp tương đối ổn với cái dòng xe tải 5 tấn rồi. Còn về hệ thống thùng thì xin chia sẻ với các bạn là tất cả các hệ thống thùng của bên mình, đa số là mình sẽ lựa chọn xưởng thùng ở bên Hưng Yên để đóng. Và Hưng Yên thì rất là nổi tiếng với cái nghiệp vụ đóng thùng rồi. Cho nên là các bạn hãy yên tâm rằng là cái chất lượng thùng dù là cơ bản nhất thôi, nhưng nó sẽ đẳng cấp hơn, chất liệu tốt hơn rất nhiều so với những các bên đơn vị đóng thùng ở các tỉnh khác các bạn nhé. Đó, đây thì các bạn thấy ở đây, đây là một phiên bản thùng 5m2 tải trọng 5,5 tấn của bên mình. Đó, và hầu hết các cái bộ phận như kiểu là cản hông này, bo sàn, rồi phần bừng, phần rào bên trên là mình sẽ làm bằng inox 201, độ dày là 0,8. Đó, còn ví dụ như phần sàn, phần dầm, rồi là các cái cột thì mình sẽ sử dụng thép. Bởi vì như này, thép thì nó sẽ có hai cái tính chất. Thứ nhất là nó chịu lực tốt này, nó giãn nở tốt. Đó, và nó có độ bền cao hơn, độ dẻo cao hơn. Với cái thứ hai nữa là những cái chi tiết này chúng ta làm thép vì vừa là nó bền, với cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được các cái chi phí không cần thiết các bạn nhé. Tức là khi chúng ta chở những mặt hàng bình thường thì cũng không cần thiết phải sử dụng một cái thùng 100% inox đâu. Đó, còn khi nào các bạn sử dụng những cái mặt hàng, chở những mặt hàng liên quan đến axit hóa chất này, đồ tươi sống, đồ biển, muối mặn, thì khi đó tôi sẽ tư vấn các bạn là làm thùng gần như là 100% inox 304, thì lúc đó cái thùng nó mới phục vụ được cái nguồn hàng của các bạn. Đó, còn đây là chất lượng thùng cơ bản mà bên mình xây dựng và nó cũng khá là chất lượng rồi các bạn nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn khi mà chưa ưng cái thùng này thì bên Autotedo của mình còn lấy rất nhiều xe taxi về. Đó cũng là một cái lợi thế, là các bạn chưa ưng thùng này thì chúng ta có thể là đưa ra cái nhu cầu, chúng tôi sẽ đóng thùng theo nhu cầu của các bạn luôn các bạn nhé. Đó, và hiện tại chiếc xe tải Nissan K6 này đang có giá là 585 triệu lăn bánh với phiên bản thùng bạt 5m2 ở đây. Quý vị và các bạn có cái nhu cầu về dòng xe tải 5 tấn này, muốn tìm hiểu thêm, muốn đến xem xe, lái xe trực tiếp thì hãy liên hệ với mình. Mình sẽ tạo điều kiện cho các bạn là có thể chạy thử xe, xem xe trực tiếp. Đó, sau đó các bạn ưng xe rồi thì chúng ta mới đi đến bước tiếp theo. Và với cái mức hỗ trợ trả góp thì hiện tại xe tải Nissan K6 các bạn chỉ cần bỏ ra là 150 triệu là bao gồm cả chi phí đăng ký đăng kiểm rồi là các bạn đã lấy được xe nhé. Các bạn còn thêm câu hỏi gì hãy để lại phần ở dưới comment, không thì các bạn có thể điện trực tiếp cho mình. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.